Rồi nghe sẽ lần lượt đưa cho các bạn nha. Những thành tựu mà một năm qua công ty chúng ta đã đạt được nha. Cùng tập trung lên màn hình, tập trung lên màn hình được không? Retail total chúng ta bán được 11,6 tỷ. Tháng 11 là tháng bán nhiều nhất nha, được như đó. Những hoạt động chúng ta đã làm. Những bạn đã có thời gian gắn bó với công ty 5 năm. Chúng ta sẽ bỏ cái máy chiếu để cho chúng ta cùng lên đây cho trang trọng nha.